Vào thử giày rồi không mua, cô gái vừa ra cửa đã bị nhân viên đốt phong long, đại diện nhãn hàng vội vàng lên xin lỗi. Mới đây, một cô gái đã chia sẻ lại một trải nghiệm không tốt tại một cửa hàng giày dép có thương hiệu. Theo đó, cô gái cùng bạn của mình có vào cửa hàng để xem và thử sản phẩm trước khi quyết định chốt đơn. Sau khi lượn lờ ngắm nghía vài phút và thử duy nhất một mẫu ưng ý nhưng không vừa, và cửa hàng cũng không có size vừa vặn hơn để thay thế, thế nên cô gái cùng bạn của mình đã rời đi. Không rõ là do cửa hàng vắng vẻ, buôn bán ế ẩm hay do tâm tính nhân viên đang kỳ khó chịu, mà khi thấy khách hàng vừa bước ra khỏi cửa, đã hối hả chạy theo và đốt một tờ giấy, thả ngay trước mặt cô gái, gọi là đốt phong long nhận về vía lành, xua đi vía dữ. Vừa bước ra khỏi cửa hàng, chưa kịp đá cái tấm xe ra nữa, thì có một mảnh giấy đang được đốt cháy quăng ra về phía tụi mình. Người ta gọi đó là đốt phong long đó mấy bà. Hai tụi tôi nhìn nhau chân hẳn luôn, sau đó là quay qua nhìn bạn nhân viên. Bạn nhân viên mở cửa ra một lần nữa, nói với tụi tôi là tụi em chỉ đốt phong long thôi anh chị ơi. Nếu mà hành động đó là cách mà bạn nhân viên đáp trả tụi mình khi thử mà không mua sản phẩm, thì mấy bạn thấy sao? Trước hành động kỳ quặc của nhân viên cửa hàng, cô gái đã không khỏi bức xúc khi bị người khác đốt vía, chỉ vì đến xem hàng trong vòng chưa đầy 10 phút mà không chịu chốt đơn. Đoạn clip sau khi đăng tải đã nhanh chóng nhận được hơn 6 triệu lượt xem, hơn 5.000 bình luận từ cộng đồng mạng. Trước sự chia sẻ và lan truyền nhanh như vũ bão của đoạn clip, phía cửa hàng cũng đã đăng tải một đoạn clip với nội dung gửi lời xin lỗi chân thành đến khách hàng, cũng như cam kết sẽ xử lý kỷ luật một cách nghiêm khắc với người nhân viên và cửa hàng trưởng của chi nhánh. Chào mọi người, mình là Nhất Thiện, mình là founder của Toro Su. Hôm thứ Bảy vừa rồi thì tại chi nhánh Toro Sài Gòn có xảy ra một sự cố rất đáng tiếc, đó là nhân viên Toro Sài Gòn đã có những hành động cực kỳ khiếm nhã. Cụ thể là có đốt phong long ngay khi mà bạn Trâm có ghé cửa hàng. Thì với tư cách là người founder của Toro Su, mình xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới bạn Trâm. Tất cả những trải nghiệm, mình cũng là một người mua hàng bình thường. Trước tiên là mình là người mua hàng bình thường, và sau đó thì mình là người cung cấp một dịch vụ như thế, thì mình không thể chấp nhận được hành động đó vì bất cứ lý do gì mà lại có một hành động như vậy đối với khách hàng mua hàng. Các bạn ở Toro Sài Gòn đã làm không tốt việc đấy. Các bạn có một hành động cực kỳ đáng phê phán. Điều này thì mình cùng đội ngũ của Toro Su chân thành là gửi lời xin lỗi tới bạn, cũng như là tới tất cả những người mà đã theo dõi cái sự việc này, cũng như là những người đã mến mộ Toro Su từ trước giờ. Sau khi mà sự việc xảy ra thì bên mình đã tiến hành kiểm điểm toàn bộ nhân viên của Toro Su tại chi nhánh Sài Gòn, cũng như là tìm đủ mọi cách, cái này mình cũng phải chia sẻ thật, đó là tìm đủ mọi cách để có thể liên hệ lại với bạn Trâm, bởi vì là các bạn ấy cực kỳ hối lỗi và cũng muốn chia sẻ cái sự ân hận này đấy tới bạn, nhưng mà rất khó. Và hôm nay khi mà cá nhân mình biết đến cái sự việc này nó đã lan truyền như vậy rồi, thì thực sự là cả đội ngũ cảm thấy vô cùng buồn, và rất mong nhận được sự cảm thông, nhận được sự tha thứ của tất cả mọi người, của bạn Trâm và của những người mà đã theo dõi vụ việc này, cũng như là những người đã mua cái sản phẩm của Toro Su. Đây là một bài học cực kỳ quý giá đối với Toro Su, vì chính cái sự feedback của khách hàng đã phản ánh một cái thực tại tồn tại dù ít dù nhiều nó đang tồn tại ở trong cửa hàng. Và chúng tôi với tôi xin hứa với các bạn và là sẽ cố gắng cải thiện cái việc này, cũng như là có những hình phạt thích đáng đối với những nhân viên với tư cách là một người bán hàng bình thường, cũng như một tư cách một cá nhân bình thường để có những hành động vô cùng đáng thất vọng như vậy. Thực sự là Toro Su xin tất cả mọi người tha thứ, xin được xin lỗi bạn Trâm rất nhiều, thực sự là rất xin lỗi bạn, và chúng tôi hứa là chúng tôi sẽ cố gắng không ngừng để có thể chữa lại lỗi lầm, cũng như là để cố gắng cũng xứng đáng với những niềm tin của các bạn mà đã dành cho Toro Su. Xin được xin lỗi bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.